chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ, cho rằng dựa trên tốc độ tiến quân tương đối nhanh chóng của quân đội Nga ở Volochansk, đồng thời xuất hiện các báo cáo về việc một số cây cầu bắc qua con sông quan trọng bị phá hủy, lực lượng Moscow đang cố gắng nhanh chóng tạo ra một vùng đệm chứ không phải tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine như viện này đánh giá trước đây. Kyiv Independent đưa tin quân Nga tiến xa hơn ở Kharkov, khiến ít nhất 5.900 người đã được sơ tán khỏi khu vực kể từ khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công mới. Thống đốc Ole Shinihubov nói trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 5, ông cũng nhấn mạnh giao tranh đô thị đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Volchansk. Theo chính quyền, các công sự trong khu vực đã được xây dựng, củng cố sau khi giành lại thành phố vào năm ngoái. Nhưng tình hình đã và đang cực kỳ khó khăn do Volchansk nằm gần biên giới Nga và các cuộc pháo kích liên tục. Người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Volchansk, Tamat Gambrashvili, cho biết hôm 13 tháng 5 rằng việc xây dựng công sự có lẽ không quá chặt chẽ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 13 tháng 5 thừa nhận lực lượng Moscow thành công một phần gần Lukyansk ở Kharkov khi cuộc tấn công của họ trong khu vực vẫn tiếp tục. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 13 tháng 5 của ESW. Thứ nhất, lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng về mặt chiến thuật ở phía Bắc và Đông Bắc Kharkov vào ngày 13 tháng 5. Và giờ đây, dường như đang ưu tiên việc nhanh chóng thiết lập một vùng đệm dọc biên giới hơn, là tạo điều kiện để xâm nhập sâu hơn vào khu vực phía Bắc Kharkov. Thứ hai, tốc độ tương đối nhanh chóng của quân đội Nga tiến vào Volchansk và các báo cáo về việc phá hủy một số cây cầu bắc qua các tuyến đường thủy quan trọng cho thấy lực lượng Moscow đang ưu tiên tạo ra một vùng đệm thay vì thâm nhập sâu hơn như ESW đã đánh giá trước đây. Thứ ba, Thư ký Hội đồng An ninh mới được bổ nhiệm của Nga Sergei Shoigu đã tham gia cuộc họp đầu tiên với tư cách mới vào ngày 13 tháng 5 trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tập trung huy động nền kinh tế và cơ sở công nghiệp quốc phòng để hỗ trợ cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Thứ tư, quyết định của Tổng thống Vladimir Putin về việc điều chuyển ông Shoigu khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Nga dường như cũng đã mở ra cơ hội cho sự ra đi của một số cá nhân có liên quan đến vị tướng này khỏi Bộ Quốc phòng. Đây có thể là một trong những kết quả đã được hoạch định từ cuộc cải tổ chính phủ gần đây của người đứng đầu Điện Kremlin. Thứ năm, lực lượng Ukraine được cho là đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ phòng không của Nga ở Crimea, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khá hiệu quả nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow trong lãnh thổ Nga. Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Lipsy và Volchansk ở khu vực phía bắc Kharkov. Thứ bảy, quân đội Nga có thể đang tăng cường nỗ lực tuyển dụng lính nghĩa vụ thông qua Hiệp hội Tình nguyện Hỗ trợ Quân đội, Không quân và Hải quân Nga, như một phần của hoạt động huy động thông qua phương thức đăng ký trực tuyến. Thông tấn Nga Interfax hôm 14 tháng 5 dẫn lời đại diện Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Pechenko, cho biết Tổng cục trưởng Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Yuri Kuneshov đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ đặc biệt lớn. Bà Svetlana Pechenko thông tin, Cục Điều tra chính thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự đối với ông Yuri Kuneshov. Dựa trên đề nghị của điều tra viên, tòa án đã chọn biện pháp ngăn chặn là giam giữ ông Kuneshov. Theo kết quả điều tra sơ bộ, trong giai đoạn 2021-2023, ông Kuneshov, khi đó là lãnh đạo Tổng cục 8 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, đã nhận hối lộ từ đại diện của một số tổ chức thương mại để thực hiện một số hành động có lợi cho họ. Ông Kuneshov làm lãnh đạo Tổng cục 8 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, cơ quan có một trong những nhiệm vụ chính là bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng Nga từ 2010 đến 2023, trước khi trở thành lãnh đạo Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga 2023. Bà Pechenko cho hay, trong quá trình khám xét nơi cư trú và đăng ký của nghi phạm Kuneshov, các điều tra viên đã phát hiện và thu giữ số tiền bằng đồng rúp và ngoại tệ trị giá hơn 100 triệu rúp, khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ, vàng, các bộ sưu tập đồng hồ và vật dụng xa xỉ khác. Đây là quan chức cấp cao thứ hai của quân đội Nga bị bắt trong 2 tuần qua. Giới chức Nga cuối tháng 4 năm 2024 đã bắt cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timo Ivanov cùng hai doanh nhân cũng với cáo buộc liên quan đến hành vi nhận đưa hối lộ.
Hãng tin AFP cho biết ông Putin sẽ có mặt ở Bắc Kinh trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc chỉ trong vòng hơn 6 tháng và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới. Điện Kremlin thông báo, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 16 và 17 tháng 5. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề của quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, xác định các lĩnh vực chính để phát triển hơn nữa hợp tác thực tế Nga-Trung và trao đổi quan điểm chi tiết về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất. Sau cuộc gặp, ông Putin và ông Tập sẽ ký tuyên bố chung. Trước khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn. Kể từ đó, giao thương của hai nước đã tăng lên mức kỷ lục. Các nhà phân tích cho rằng Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có sau cuộc chiến ở Ukraine. Bắc Kinh đã bác bỏ những lời chỉ trích về mối quan hệ của họ với Moscow, ca ngợi mối quan hệ đối tác không giới hạn vì nước này được hưởng nhập khẩu năng lượng giá rẻ của Nga và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, bao gồm cả việc vận chuyển khí đốt ổn định qua đường ống Power of Siberia. Tuy nhiên, gần đây các ngân hàng Trung Quốc lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ có thể loại họ khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Ông Alexander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga-Á-Âu Carnegie, nói với AFP, người Nga muốn Trung Quốc làm nhiều hơn để hỗ trợ họ, trong khi Trung Quốc miễn cưỡng vì không muốn tạo rủi ro cho mối quan hệ với phương Tây. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã bùng nổ kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, đạt 240 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Nhưng khi Washington tuyên bố sẽ trừng phạt các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho Moscow, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã giảm trong tháng 3 và tháng 4. Bắc Kinh đang đối mặt với những lời kêu gọi tách khỏi Nga hoặc phải đối mặt với những hậu quả mà nền kinh tế đang gặp khó khăn của họ không được trang bị đầy đủ để giải quyết. Các chuyên gia kỳ vọng cuộc họp mang tính biểu tượng cao trong tuần này sẽ bao gồm nâng ly chúc mừng mối quan hệ đối tác không giới hạn, kèm theo ký kết một số thỏa thuận và cam kết tăng cường thương mại. Các nhà phân tích cho biết, nhà lãnh đạo Nga biết rõ rằng Bắc Kinh vẫn quyết tâm ủng hộ Moscow. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc coi mối quan hệ với Nga là đối trọng với phương Tây và Moscow là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14 tháng 5 thông báo chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken tại thủ đô Kiev của Ukraine. Chúng tôi sẽ thảo luận về tình hình chiến trường, tác động của viện trợ an ninh và kinh tế từ Mỹ, các cam kết dài hạn về an ninh và những lĩnh vực khác, cũng như chương trình hỗ trợ Ukraine hồi phục kinh tế. Lịch trình chuyến thăm không được Washington công bố trước. Ngoại trưởng Blinken rời Ba Lan bằng tàu hỏa trong đêm 13 tháng 5 và đến Ukraine vào sáng hôm sau. Theo quan chức Mỹ tiết lộ với CNN, ông Blinken dự kiến có bài phát biểu về những thắng lợi chiến lược của Ukraine trong thời gian qua và sẽ tái khẳng định hỗ trợ toàn diện của Mỹ dành cho đồng minh, bao gồm các lĩnh vực quân sự, kinh tế, năng lượng và quản trị. Quan chức Mỹ kỳ vọng chuyến thăm sẽ gửi thông điệp tái cam kết hỗ trợ mạnh mẽ với đồng minh giữa lúc quân đội Ukraine đang trong tình thế khó khăn ở tiền tuyến phía đông và Nga đang mở mặt trận mới ở Kharkov. Ông nói, Ngoại trưởng sẽ thảo luận về cách thức triển khai hỗ trợ từ Mỹ giúp Ukraine củng cố phòng tuyến, cho phép họ giành lại thế chủ động trên chiến trường trong tương lai. Quan chức Mỹ bình luận với AFP, Nga đang dồn sức tấn công ở mặt trận phía đông, hoạt động của họ tại Kharkov cũng nằm trong chiến lược này. Tuy nhiên, chúng tôi tin Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Nga một khi viện trợ từ Mỹ cùng đồng minh và đối tác đến nơi. Washington cũng muốn thảo luận thêm với Kiev về kế hoạch đảm bảo và cam kết an ninh dài hạn, trong đó có những bước đàm phán cuối cùng cho thỏa thuận an ninh song phương. Đây là chuyến thăm Ukraine thứ tư của ông Blinken kể từ khi chiến sự bùng phát đầu năm 2022. Ông cũng là quan chức đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đến Kiev sau khi Mỹ duyệt chương trình viện trợ quốc phòng gần 61 tỷ đô la cho đồng minh vào tháng 4. Theo hãng tin CNN, cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực Kharkov phía đông Ukraine khiến Tổng thống Vladimir Zelensky rơi vào tình thế khó khăn khi phải hy sinh để binh lính của mình giữ vững phòng tuyến.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã chiếm được 9 ngôi làng kể từ khi phát động cuộc tấn công vào thứ Sáu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng người Nga đã thành công về mặt chiến thuật và cho biết đang có giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới Volchansk. Phóng viên an ninh quốc tế của CNN Nick Bazenwas đã đưa ra đánh giá nghiệt ngã hơn về tình hình trên chiến trường, mô tả tiến bộ mà quân đội Nga đạt được là được cho là bước tiến nhanh nhất của họ kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đây là một cơn ác mộng đối với Kiev vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã giải phóng vùng đất này khỏi lực lượng Nga 18 tháng trước, nhưng rõ ràng là đã thất bại trong việc củng cố khu vực đủ để ngăn chặn Moscow quét sạch một cách dễ dàng như khi họ bị quét sạch. Quas đã viết trong bài phân tích của mình đề cập đến thủ đô bằng tên tiếng Ukraine. Ông lập luận, và thứ hai, Nga một lần nữa có thể trói buộc quân đội quá căng thẳng của Ukraine bằng áp lực liên tục và dai dẳng lên Kharkov, gây thiệt hại bằng việc pháo kích thô bạo vào một trung tâm đô thị rộng lớn. Quas nói thêm rằng Tổng thống Vladimir Zelensky phải đối mặt với những sự lựa chọn tồi tệ về nơi gửi nguồn lực hạn chế và nơi cuối cùng phải hy sinh. Các nhà phân tích phương Tây nhấn mạnh rằng việc mở một mặt trận mới đặc biệt nguy hiểm đối với Kiev do tình trạng thiếu đạn dược kéo dài và sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ của phương Tây. Tờ New York Times hôm Chủ nhật đưa tin rằng những bước tiến thành công ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là một trung tâm công nghiệp quan trọng, có thể làm mất tinh thần người Ukraine và các đồng minh của họ. Và thậm chí buộc phương Tây gây áp lực buộc Kiev phải đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Moscow. Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi một số thành phố và làng mạc ở Donbass trong năm nay, trong đó có thành phố Avdiivka được củng cố nghiêm ngặt, nơi từng diễn ra các trận chiến ác liệt trong nhiều tháng. Tổng thống Zelensky một phần đổ lỗi cho Washington về những mất mát gần đây, đồng thời cho rằng đất nước của ông là con tin trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ và cuộc tranh cãi chính trị tại Quốc hội, nơi Đảng Cộng hòa đã dành nhiều tháng để ngăn chặn khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã ký dự luật viện trợ thành luật vào ngày 24 tháng 4. Ngày 14 tháng 5, hãng thông tấn TASS đưa tin, Trung tướng Yuri Kuznetsov, Tổng cục trưởng Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga, đã bị bắt vì nghi ngờ phạm tội hình sự. Theo nguồn tin của TASS, Trung tướng Yuri Kuznetsov, Tổng cục trưởng Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng, bị bắt vì nghi ngờ phạm tội hình sự. Phòng điều tra quân sự thuộc Cục Điều tra Nga đang thụ lý vụ án. Phía cơ quan điều tra đang tiến hành việc lục soát ở nơi làm việc lẫn nhà riêng của Trung tướng Kuznetsov, chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Từ năm 2010 đến năm 2023, Trung tướng Kuznetsov lãnh đạo Tổng cục số 8 thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Đây là cơ quan xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ các bí mật quốc gia của nước này. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị tạm giam từ tháng trước theo sau cáo buộc nhận tham nhũng liên quan đến các vụ án xây dựng của quân đội. Thông tin về vụ bắt giữ Trung tướng Yuri Kuznetsov được công bố chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin triển khai đợt cải tổ lớn đối với Bộ Quốc phòng, bao gồm thay Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Sergei Shoigu không còn là Bộ trưởng Quốc phòng mà được chuyển sang vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang, còn Thứ trưởng thứ nhất Andrei Belousov được nâng lên vị trí đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga. Về sự cải tổ ở Bộ Quốc phòng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Belousov có thể xử lý một số vấn đề tài chính của quân đội nước này.